Xem camera thấy cha lẻn vào phòng con gái 14 tuổi và sự thật đau lòng. Cảnh quay trích xuất từ camera hành lang đã khiến bà mẹ này ngã khịu vì nhiều lần không tin vào những điều con gái nói. Chưa bao giờ nạn ấu dầm tràn lan khắp xã hội như hiện nay. Không phải đến bây giờ nó mới có, mà bây giờ nhiều người mới dám dũng cảm đứng dậy đấu tranh và phanh phui sự việc đau lòng như vậy. Không chỉ đối với Ấn Độ, quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các tệ nạn hiếp dâm, cưỡng ép phụ nữ, trẻ em, mà nhiều quốc gia khác, vấn đề này cũng trở thành sự quan tâm của cả nước. Trong đó, một vụ việc vừa được kết thúc tại Trung Quốc khiến dư luận trong vùng hoang mang tột độ. Cô bé 14 tuổi bị cha lạm dụng tình dục trong 7 năm trời mà không dám lên tiếng chống lại. Theo một vài tờ báo Trung Quốc, cô bé giấu tên sống cùng cha mẹ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Người mẹ buôn bán ngoài chợ nên thường xuyên vắng nhà, mọi sự chăm sóc dạy dỗ con cái đều phó mặc cho người cha. Năm con gái 7 tuổi, trong một lần say rượu, người đàn ông đã hãm hiếp con gái ruột của chính mình và kéo dài tội ác đó trong 7 năm trời tiếp theo. Cứ khi nào vợ ra khỏi nhà, ông ta đánh thức con gái và bế khóc nó lên phòng riêng để hành sự. Cô bé bị cha đe dọa sẽ đánh chết nếu nói ra cho mẹ biết, nên cô giấu nỗi đau đó trong 7 năm trời. Chỉ đến khi em có hiện tượng lạ, thường xuyên đau bụng, người mẹ mới sốt sắng đưa đến bệnh viện khám. Tại đây, các bác sĩ nói rằng bé gái bị tổn thương viêm nhiễm nặng vùng kín do quan hệ mạnh, thô bạo, màng chân rách. Người mẹ bàng hoàng hỏi chuyện, cô bé sợ hãi không dám nói, nhưng nhờ sự động viên của mẹ, cuối cùng nạn nhân cũng phơi bày tội ác của người cha mất nhân tính. Để chắc chắn lấy bằng chứng, người mẹ đã thuê người lắp camera tại hành lang và thấy chồng mình đánh thức và bế con gái vào phòng hãm hiếp. Người đàn ông sau đó bị bắt giữ và chịu mức án 17 năm 10 tháng tù. Cô bé được mẹ đưa đến một vùng khác sinh sống để làm lại cuộc đời. Khốn khổ bạn cùng phòng dẫn đồ về thoải mái mây mưa ầm ầm cả đêm. Dành cho những bạn đang ở trọ và có bạn cùng phòng có bồ. Em hiện đang là sinh viên năm cuối, em và một nhỏ bạn thuê chung phòng ở với nhau từ năm nhất đến giờ, nên tính tình cũng khá thân nhau, thế mà em sắp không chịu nổi từ khi nhỏ đó có bồ các chị ạ. Mấy ngày đầu khi nó dẫn anh ta về phòng thì em cũng thích lắm, vì anh ta vừa khéo ăn, khéo nói lại khéo nấu. Cứ mỗi lần thấy ổng là em biết chắc là em cùng con nhỏ bạn chả phải vào bếp nữa, nhưng nếu cứ thế thì có phải tốt không chứ? Được vài tháng thì nhỏ bạn em vô tư bảo bồ ở lại phòng ngủ luôn. Thấy em ngại thì nó cứ viện lý do là nhà ảnh ở xa, đi lại nguy hiểm, rồi mày thân với tao như thế thì cứ coi ảnh như là người nhà luôn đi, không phải ngại, ổng chỉ ngủ thôi. Vâng, nếu chỉ ngủ thôi thì đã tốt, lúc ngủ vì nhà có khách nên em ngủ trên gác xếp, còn hai người ấy ngủ dưới giường. Tánh em thì khó ngủ, chỉ cần nghe tiếng động nhỏ thôi cũng làm em thức dậy. Một lần tỉnh dậy như thế, em đã phát hiện hai người ấy đang quan hệ với nhau. Tiếng sụt soạt rồi những âm thanh của việc ân ái làm em nghe rõ mồn một, em không tài nào ngủ nổi. Vì tế nhị, em phải giả vờ đánh tiếng như ho, trở mình. Nhưng hai người ấy xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục hành sự. Em đã góp ý một cách vui vẻ với bạn em, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục như thế. Chẳng phải em kỳ thị hay hạ thấp gì việc quan hệ trước hôn nhân đâu, nhưng thế này thì em thấy quá đáng lắm. Cứ coi con bạn em là thân quá không biết ngại với em, thì cái lão bồ của nó phải biết suy nghĩ chứ. Cần thì bỏ vài trăm ra nhà nghỉ, thì có làm cả đêm cũng chả ai cấm. Em chả biết ông đó tốt điểm nào, nhưng nội cái việc quan hệ bất chấp lý trí như thế thì em thấy không có bản lĩnh rồi, ghê chết đi được. Mà nói đi nói lại, con bạn em dại quá, ai đời cho đàn ông ăn phi cả người lại không mất một đồng bạc nào để thuê phòng chứ. Nói hơi nặng thì có đi gái cũng phải trả tiền phòng cho mấy cô ấy mới được sung sướng mà. Yêu thì quan hệ là chuyện bình thường, tình dục cũng là cảm xúc của tình yêu mà. Nhưng kiểu lần đầu thì ngại rồi vô tư những lần sau như cặp đôi này thì thôi, đó không phải là tình yêu mà còn là nhân cách của con người nữa. Là bạn em, nhưng em thấy còn coi thường con bạn em nữa mà, huống gì bạn trai của nó chắc chắn sẽ giảm đi một nửa sự coi trọng. Yêu có lâu đến mấy, kể cả có cưới nhau về thì vợ chồng cũng phải biết giữ ý tứ nhất định cho nhau chứ. Huống hồ đằng này, tụi nó lại thoáng kinh khủng trước người thứ ba như vậy. Giờ chẳng thiếu gì vụ bản thân cướp bồ cả. Em nhiều lúc tự nghĩ, nếu em mà là người chả ra gì, mà cố tình dụ dỗ ông kia, chắc ông ấy cũng đổ. Đàn ông vốn tham lam và ham khám phá cái mới mà. Dì chứ càng ngày em càng cảm thấy lão đến với bạn em chỉ là chuyện đó thôi. Nói không phải trù, chứ chắc dì đã đến được với nhau.
Em mà là chồng nó sau này, khi biết chuyện vợ mình từng thản nhiên quan hệ với bạn trai, dù phòng có người, thì chắc em cũng ngán. Em quyết định rồi, nay em sẽ nói hết với con bạn em. Nói khuyên bảo góp ý không được, thì em sẽ chửi cho một bài rồi dọn phòng đi chỗ khác. Chứ em chịu hết nổi cái kiểu yêu đương dơ mắt như thế này được. Nói giận thì em chịu, nói em cù hủ khó tánh cũng được. Nhưng giờ nó không biết giữ mình thì ai giữ nổi cho nó được. Chỉ thương ba má con ấy ngoài quê biết con mình buông thả ngu ngốc như vậy chắc xót lắm. Mong cái ông kia sau này đối xử tốt với nó, chứ mà lại sở khanh chơi chán rồi bỏ thì cũng chỉ biết thương hại nhỏ đó thôi. Con gái mình càng yêu thì càng dễ tổn thương, yêu nay ghét mai ai mà biết được. Em bực mình nhưng cũng thương nhỏ bạn em lắm, xét cứ bất chấp như thế thì chẳng mấy tàn tạ ấy chứ. Lỡ dính một cái thì giữ hay bỏ đây? Đàn ông thì nó khỏe rồi, quay lưng là xong. Nhiều lúc không phải tự dưng đàn ông coi thường phụ nữ trước đâu, mà chính những việc làm buông thả đã khiến người bạn gái tự hạ thấp bản thân mình rồi.